Thì giống như là tấm lòng của anh. Trời đất ơi, này là coi như cầu hôn luôn rồi đó nè. Wow, cảm ơn anh. Món quà của em tuy nó nhỏ nhưng mà cả tấm lòng của em. Một cái đó hoa sen là tượng trưng cho nơi em sinh ra và cũng là biểu tượng của người con gái Đồng Tháp 10 của em. Chú rể chơi, ủa bạn trai nhà trai chơi chơi đẹp quá. Chơi về ai chơi lại. Dạ. Yeah. Đó. Dạ, đeo tại, đi. Tại ế quá rồi. Yeah. Bữa giờ làm bạn mối hẹn hò thế chú rể này là sốc nhất luôn á. Vậy đi hả? Đem sao ta? Đây là trước anh máng ra sao? À vậy đi. Dạ. Đó vậy đó. Giống ngày đôi coi mắt quá rồi. Thiệt luôn á. Rồi xong rồi. Cảm ơn anh. Anh trong cái quan niệm tình yêu của anh thì như thế nào anh ha? Phải thẳng thắn và thật thà. Dạ. Đâu đó phải rõ ràng. Với lại anh có uống bia nhậu nhẹt gì không? Có chút chút. Có chút chút. À chút chút kia được chứ em sợ nhất là uống nhiều á. Ngày này qua ngày khác những tin anh đang làm gì đó, anh đang xỉn. Nghe nó buồn dễ sợ luôn. Cho nên là em muốn là anh nói là anh thật thà. Em cũng hy vọng là anh sẽ làm bờ vai vững chắc cho em. Dạ. Như cho em hỏi cái trong thời gian nếu mà em với anh tìm hiểu á, thì khoảng bao lâu thì mình có thể là kết hôn với anh? Tại vì mình lớn rồi. Theo mà anh dự tính á, thì khoảng hết năm nay hoặc là giữa năm sau. Dạ. Nếu trong trường hợp mà hai đứa mình giận quá mất khôn á, thì không biết là anh là người mở chuyện trước hay là em mở chuyện với anh? Anh sẽ đi một chỗ nào đó để cho nó giảm cái độ xuống. Dạ. Xong rồi qua cái đó rồi anh sẽ nói chuyện để quay lại. À. Xem ai đúng ai sai thôi. Ok, chứ em sợ nhất trường hợp giận quá đập đồ này nọ em không, không thích gì. Đồ mình em sắm mà không bị đập, đập rồi tiền đâu sắm lại. Đập rồi tiền đâu sắm lại. Không tiền. Vì con cái thì để. Ngồi đi em trai. Rồi xin mời nhà gái. Ngồi đi. Rồi bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào chị Hồng Vân. Chào em. Em chào bạn nữ bên kia. Chào quý vị khán giả ở trường quay. Em tên là Đinh Quốc Huy. Em sinh năm 1986, hiện đang làm việc ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Huy? Dạ em lái xe chở chuyên gia. À, tức lái xe bốn bánh, xe dạ. Xe nhà hơi đó ha. Dạ. Rồi, mời nhà gái. Dạ em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh, em chào anh Nam bên kia. Em chào quý vị khán giả. Em tên là Đinh Thị Yến Nguyệt, em đến từ Đồng Tháp. Năm nay em 33 tuổi và hiện tại em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ngành gì? Dạ em là thu mua cho chuỗi nhà hàng đồ nướng á chị. Em giới thiệu một chút về mình đi. Em điểm mạnh của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn, mọi người khen em nấu ngon. Tính tình của em thì vui vẻ hòa đồng. Còn cái điểm yếu của em á là hơi nóng tính. Với lại thù dai. Thù dai hả? Dạ. Đó. Bạn Nam nghe hết hồn chưa? Thù dai. Dạ thù dai cũng giống như em rồi đó. Dạ thù dai cũng giống như em rồi đó. Ủa vậy đó hả? Hai đứa thù điều hết hả? Hai đứa gặp nhau mệt à. Em trai, điểm mạnh điểm yếu như thế nào? Dạ điểm mạnh của em là sống chân thành, có trách nhiệm với mọi người. Điểm yếu của em là thù dai. Em phải cho bên đàn gái biết chút xíu về đường tình duyên của mình. Dạ em có hai mối tình. Mà yêu xa đó. Em vậy là em có mấy mối tình rồi? Dạ em cũng có hai mối tình. Lý do chia tay? Mối tình thứ nhất là thời học sinh sinh viên. Do tụi em là không có cùng chí hướng đi chung với nhau. Sau cái mối tình đầu thì em hơi sợ yêu. Nên là cũng lâu lắm em mới yêu lại. Thì em cũng thử tìm hiểu yêu thương một anh. Cũng chia tay được 2 năm rồi. Do anh cũng chưa nghiêm túc trong cái chuyện là quen nhau rồi tính tới chuyện hôn nhân. Dạ. Em có nghĩ là lần này mình lên tham gia mình sẽ gặp được một nửa yêu thương của mình không? Dạ em hy vọng là như vậy. Dạ. Hy vọng. Em muốn tìm một nửa yêu thương thế nào em gái? Dạ trước tiên thì em muốn là ảnh cao hơn em khoảng 1m7 trở lên. Rồi tính tình hiền lành với lại tôn trọng em. Đặc biệt là ảnh quan tâm chăm sóc em. Được không em trai? Dạ được anh. Em cao hơn 1m7 mà. Còn em dạ. Cái người một nửa của em thì em mong muốn như thế nào? Dạ là phải, tại vì em ít nói á, nên nói nhiều hơn em chút được, mình nói vui vui á. Chứ đừng có... Nói nhiều mà quạo là không được đâu. Dạ. Em dạ. Không thích điều gì ở phụ nữ. Kiểu giống như là em làm cái gì đó sai á, nói một lần thì em nghe.
chứ mà đừng có nói mà có chuyện đó cứ nói hoài xong rồi cái qua ngày hôm sau cũng nhắc nữa cam ram đó. Dạ dạ cam ram nhắc lại hoài đó được á. Để anh qua anh xem đàn gái coi sao nha. Dạ. Ngon ạ. À, mói cho tôi coi đàn gái coi. Bên tôi là ngon ạ. Chào anh. Rồi chào em gái. Dạ. Nãy giờ là bên đàn trai đưa ra cái yêu cầu thế mình đáp ứng khoảng được bao nhiêu phần trăm? Chắc được khoảng 75%. 75 là được rồi ha. Dạ. Tính tình là tốt bụng đúng không? Dạ đúng rồi. Thù dai. Chỉ có thù dai là giống bên đó thôi. Dài. Em không thích đàn ông ở điều gì? Gia trưởng à. Bạn này chắc không gia trưởng rồi đó. Em đi với ai em gái? Dạ em đi với ba với lại bạn thân của em. À rồi. Rồi chào chú. Bạn đây. Cháu thì cũng được. Thì bây giờ á, đây là cái cơ hội của hai cha hai con hai đứa thì con cũng nên tạo điều kiện để mà mình hẹn hò với nhau. Cho xin hết. Dạ. À, cảm ơn chú. Đây chắc là cha đi với ai? Dạ em đi với mẹ của em. À, à đáp mẹ. À chào cô. Chào Quyền Linh, chào Hồng Vân. Dạ. Tôi là mẹ của Quy. Mẹ thì không có gì, không có đặt ra áp lực gì hết, thì tùy hai con vậy đó. Rồi cảm ơn cô. Bây giờ thì chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt. Bắt đầu. Mở rào. Dạ chào anh. Nhận trước đi. Có bộ hoạch thằng em với thêm một món quà nhỏ nhỏ này, giống như là tấm lòng của anh. Trời đất ơi, này là coi như cầu hôn luôn rồi đó nè. Quà wow, cảm ơn anh. Món quà của em tuy nó nhỏ nhưng mà cả tấm lòng của em. Một cái đó hoa sen. Hoa sen là tượng trưng cho nơi em sinh ra và cũng là biểu tượng của người con gái Đồng Tháp 10 của em. Chú rể chơi quá, bạn trai nhà trai chơi chơi đẹp quá. Chơi về ai chơi lại. Dạ yeah. Đó. Dạ tại, tại ế quá rồi. Yeah. Bữa giờ làm bạn muốn hẹn hò thế chú rể này là sốc nhất luôn á. Vậy đi hả? Ừ. Để làm sao ta? Để ra trước anh máng ra sao? À vậy đi. Dạ. Đó vậy đó. Giống ngày đôi con mắt quá rồi. Thiệt luôn á. Rồi xong rồi. Cảm ơn anh. Anh trong cái quan niệm tình yêu của anh thì như thế nào anh ha? Phải thẳng thắn và thật thà. Dạ. Đâu đó phải rõ ràng. Với lại anh có uống bia nhậu nhẹt gì không? Có chút chút. Có chút chút. À chút chút thì được chứ em sợ nhất là uống nhiều á. Ngày này qua ngày khác những tin anh đang làm gì đó, anh đang xỉn. Nghe nó buồn dễ sợ luôn. Cho nên là em muốn là anh nói là anh thật thà. Em cũng hy vọng là anh sẽ làm bờ vai vững chắc cho em. Dạ. Như cho em hỏi cái trong thời gian nếu mà em với anh tìm hiểu á, thì khoảng bao lâu thì mình có thể là kết hôn với anh? Tại vì mình lớn rồi. Theo mà anh dự tính á, thì khoảng hết năm nay hoặc là giữa giữa năm sau. Dạ. Nếu trong trường hợp mà hai đứa mình giận quá mất khôn á, thì không biết là anh là người mở chuyện trước hay là em phải em mở chuyện với anh? Anh sẽ đi một chỗ nào đó để cho nó giảm cái độ xuống. Dạ. Xong rồi qua cái đó rồi anh sẽ nói chuyện để quay lại. À. Xem ai đúng ai sai thôi. Ok, chứ em sợ nhất trường hợp giận quá đập đồ này nọ em không thích vậy. Đồ mình sắm mà không bị đập rồi tiền đâu sắm lại. Đập rồi tiền đâu sắm lại. Không tiền. Về con cái thì em hy vọng là sẽ có hai đứa. Sinh nhiều thì khả năng nuôi con cái sẽ không có tốt. Không có đủ điều kiện để đáp ứng nuôi con. Cái đó thì em thôi, em quyết định. Dạ. Bây giờ hai bạn tiến tới nắm tay nhau hát một giai điệu âm nhạc nào đó về tình yêu chẳng hạn. Cô tiên em. Em hát bài Dù Anh Nghèo hát ngọc đoạn cho anh nghe với văn khán giả nghe. Khi đã yêu nhau nằm mơ ước nhiều, dù anh có nghèo yêu vẫn còn yêu, lưu linh bên nhau đẹp thay buổi đầu. Dù ngày mai có ra sao, minh minh mãi được gần nhau. Em hát ca bài Giáng Trần. Trời cao đã ban cho ta xin kiếp gần nhau, thì nguyện xin mãi người cho người tình yêu đắm đôi. Ấp ôm bao mộng say, ấm im trong vòng tay, gần bên nhau, nguyện suốt đời không xa. Em xin hát. Rồi bây giờ hai bạn quay mặt vào nắm tay nhau. Rồi bây giờ mình nói đổ mồ hôi quá. Nhìn thẳng nhau và nói cảm xúc trong lúc này chúng ta đang như thế nào.
mình đến đây thì mình cho cơ hội nhau để tìm hiểu nhau. Và em muốn là tìm hiểu thì phải đi đến tới đoạn đường hạnh phúc. Anh cũng hy vọng vậy. Ta nói sao ổng anh đi chơi vậy không? Đó. Bây giờ thì mình để tay nút bấm đi các bạn. Chúng ta nhìn thẳng phía trước, nhắm mắt lại, kiểm tra con tim của mình một lần cuối. Các bạn đang đối diện với người thân, gia đình, bạn bè và hàng triệu khán giả. Chúng ta không thể sống dối con tim mình được. Mình thích, mình bấm. Mình không thích, mình không bấm. Chuẩn bị 3 2 1 1 Hết thời gian. Đấy, ở dưới có tiếng cười mừng rồi đấy. Nghĩa là chúc mừng cho các bạn. Hãy nắm tay nhau nào. Lâu lắm rồi mới nắm tay con gái. Ra là ngày hôm nay là bạn trai đến đây với một thái độ hết sức là chân thành luôn đó. Anh nói chuyện nãy giờ thấy cô gái rất là thông minh nha. Cô gái rất là gọi là hiện đại đấy. Có thể chăm sóc em, chăm sóc một gia đình tốt. Chàng trai cũng thấy có chân thật ở trong đó. Rồi bây giờ thì thủ tục đầu tiên nào. Hôn đi. Dạ cho con xin phép bác cho con làm thủ tục rồi. Dễ thương lắm. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện, robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vita Dairy. Vita Dairy tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn một năm miễn phí cacao uống liền Vita Dairy trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Hãy giữ lấy sen Đồng Tháp, trong đầm gì đẹp bằng sen nha. Chúc các bạn hạnh phúc. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Rồi. Chúc hạnh phúc nha. Mỗi tuần trôi qua rất nhanh, chúng ta gặp lại nhau với những cặp đôi trong bạn quen họ. Và cầu chúc cho họ sẽ sớm ghép nửa mảnh ghép của cuộc đời họ với nhau. Và chúc họ sẽ hạnh phúc.